Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9 h 10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay, thứ năm, ngày 20 tháng 1. Cập nhật thông tin từ Sở Y tế từ 17 giờ ngày 18 tháng 1 đến 17 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 43 trường hợp mắc COVID-19 mới, bao gồm thành phố Cao Bằng ghi nhận 21 trường hợp, huyện Hòa An ghi nhận 20 trường hợp, huyện Nguyên Bình ghi nhận 2 trường hợp. Từ ngày 5 tháng 11 năm 2021 đến 17 giờ Ngày 19 tháng 1 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 1.259 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 1.164 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 95 trường hợp mắc được ghi nhận đi từ các tỉnh phía Nam và các tỉnh thành có dịch trong nước trở về tỉnh Cao Bằng. Trong tổng số 21 nhiễm mới tại thành phố Cao Bằng thì 14 ca là F1, liên quan đến các trường hợp F0 tại các ổ dịch trước đó. Bên cạnh đó có 7 trường hợp chưa rõ nguồn lây. Trong tổng số 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Hòa An đều liên quan đến ổ dịch COVID-19 trường tiểu học Hà Trì, xã Quang Trung. Trong ngày 19 tháng 1, toàn tỉnh có 53 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung, tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 896 ca. Tổng số tử vong 2 ca. Có 169 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung của tỉnh, có 191 trường hợp không triệu chứng đang điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, các dấu hiệu lâm sàng thực thể bình thường. Lực lượng y tế các địa phương đang truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, tăng cường phòng chống dịch COVID-19, nhất là biện pháp 5K và đặc biệt là nâng cao ý thức người dân bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình cho cộng đồng và các biện pháp ứng phó với biến chủng mới Omicron, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, tăng cường việc điều trị tại nhà theo hướng dẫn kỹ lưỡng chặt chẽ của Bộ Y tế đối với người nhiễm COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng triển khai các biện pháp thần tốc cho chiến dịch tiêm chủng vaccine, bảo đảm an toàn khoa học, đạt mục tiêu của chính phủ đề ra, tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm phép vaccine ngay tại nhà cho những người không thể đến nơi tập trung tiêm. Đoàn công tác của Sở Y tế đã đến kiểm tra công tác quản lý chăm sóc sức khỏe đối với trường hợp nhiễm COVID-19 không có biểu hiện lâm sàng hoặc có triệu chứng ở mức độ nhẹ đang cách ly tại nhà và công tác phòng chống dịch tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Qua kiểm tra cho thấy, Trung tâm Y tế thành phố đã có phương án kế hoạch hướng dẫn cho người bệnh nhiễm sars cov 2 không có biểu hiện lâm sàng hoặc có triệu chứng ở mức độ nhẹ được cách ly tại nhà các gia đình có cơ sở vật chất, khuôn viên bố trí phù hợp, tuân thủ việc sử dụng thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Tại các hộ gia đình, đoàn công tác đã sử dụng điện thoại để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Hiện tại tình hình sức khỏe đều bình thường và ổn định. Từ ngày 26 tháng 12 năm 2021 đến ngày 17 tháng 1 năm 2022, trên địa bàn phường Đế Thám ghi nhận 236 ca F0, trong đó số người bệnh đang điều trị tại khu cách ly tập trung là 117 người số người đang cách ly tại nhà là 119 người, đã khỏi bệnh 179 người, 57 người đang điều trị, một trường hợp tử vong do cao tuổi có bệnh lý nền. Đoàn kiểm tra đề nghị phường đề thám lựa chọn, phân loại những F0 đủ điều kiện để cách ly tại nhà, tiếp tục ra soát những đối tượng không thể tự di chuyển, thông báo lại cho Trung tâm Y tế để tiêm lưu động. Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục quản lý và theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhiễm COVID-19 đang cách ly tại nhà, hướng dẫn người bệnh tuân thủ biện pháp cách ly theo đúng quy định chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, tổ chức tiêm vét, tiêm bù, bao phủ 100% người dân được tiêm mũi một vaccine phòng COVID-19 trước ngày 25 tháng 1 năm 2022, tổ chức tiêm lưu động tại nhà. Tiếp tục duy trì chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch nói chung và phòng chống dịch COVID-19 nói riêng. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Chiều ngày 19 tháng 1 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam và các thị trường Châu Á mới nổi ông Nitin Kapoor. Dưới sự động viên, tạo điều kiện của Chính phủ Việt Nam và các bộ ngành liên quan, Tập đoàn AstraZeneca đang đẩy nhanh dự án chuyển giao công nghệ sản xuất, gia công thuốc biệt dược gốc tại Việt Nam trị giá 90 triệu USD và đang lựa chọn đối tác để chuyển giao công nghệ vaccine cho Việt Nam, giúp người dân Việt Nam tiếp cận tốt hơn với dược phẩm chất lượng cao được sản xuất ngay trong nước. Với mong muốn đóng góp hơn nữa cho công tác phòng chống dịch Covid-19, thể hiện tình cảm của tập đoàn đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam, ông Nitin Kapoor cho biết tập đoàn đang xem xét tiếp tục giảm giá vaccine cho Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn nghĩa cử và hoan nghênh tinh thần chung tay của tập đoàn AstraZeneca cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam vượt qua dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tích cực triển khai các dự án đầu tư đã cam kết tiếp tục cung cấp các loại vaccine và thuốc điều trị COVID-19 thế hệ mới cho Việt Nam để nâng cao khả năng bảo vệ trước các biến chủng mới, cũng như chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tập đoàn triển khai các dự án đầu tư nghiên cứu sản xuất và chuyển giao công nghệ dược phẩm tại Việt Nam. Bày tỏ cam kết với Thủ tướng, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ phát huy vai trò là đại diện tập đoàn ở Việt Nam và ở khu vực tích cực triển khai các thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và AstraZeneca và đồng hành hỗ trợ Việt Nam trở thành trung tâm dược phẩm hàng đầu trong khu vực. Kể từ khi phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 2021, đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số ca mắc cao nhất với 68 ca, bao gồm cả các trường hợp nhập cảnh và ngoài cộng đồng, tiếp đó là Quảng Nam 27 ca, Đà Nẵng 3 ca, Quảng Ninh 2 ca, Thanh Hóa 2 ca, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Long An mỗi nơi 1 ca. Ở các địa phương này đều là các ca nhập cảnh. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch COVID-19, kiểm dịch y tế biên giới, thực hiện nghiêm việc tổ chức quản lý người nhập cảnh theo quy định, điều trị kịp thời, thực hiện giải trình tự gen nhằm phát hiện kịp thời biến chủng Omicron. Đồng thời Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2021 giảm 95,9% so với năm 2020, qua đó tác động đến nhiều ngành lĩnh vực liên quan trong chuỗi giá trị như vận tải, ăn uống, khách sạn, lữ hành, bán lẻ, thương mại, nhất là tại các điểm du lịch và hầu hết các địa phương trọng điểm du lịch của cả nước. Để thúc đẩy phục hồi và phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch quốc tế trong bối cảnh cả nước đang thực hiện phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và từng bước mở cửa nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải thông tin và truyền thông, các bộ ngành liên quan và các địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch lộ trình giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế an toàn, khoa học, hiệu quả theo tinh thần nghị quyết số 155 NQCP ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Tổ chức hội thảo chuyên gia các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đối tượng tác động để tạo sự đồng thuận thống nhất. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thông tin truyền thông về việc bảo đảm an toàn cho khách du lịch và thông điệp Việt Nam là điểm đến an toàn, xây dựng lộ trình cụ thể và thông báo công khai để các chủ thể có liên quan biết, chủ động thực hiện. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, chuẩn bị về năng lực y tế, sẵn sàng về nhân lực, vật lực, chủ động các phương án giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch và xử lý sự cố y tế phát sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian khá dài hơn 2 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức điều chỉnh toàn bộ các hoạt động dạy và học để thích ứng với dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho trường học. Với những vùng an toàn, trường học duy trì dạy học trực tiếp nơi dịch phát sinh phức tạp thì chuyển sang dạy học trực tuyến học trên truyền hình nhiều nơi tổ chức một cách linh hoạt dạy học kết hợp giữa các hình thức sau thời gian dài trẻ không được đến trường hoặc đến trường rất ít theo bộ trưởng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học mà còn ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ và ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội kinh tế cũng như những tác động nhiều mặt khác hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine trên cả nước đã rất cao điều kiện thuốc chữa có cải thiện điều kiện phòng chống dịch cũng như hiểu biết và thích ứng của người dân được cải thiện nâng cao, địa phương có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch. Với sự khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, phân tích kinh nghiệm các nước, Bộ trưởng cho rằng đây chính là lúc chúng ta cần điều chỉnh trong mở cửa trường học một cách an toàn, như tinh thần chỉ đạo của chính phủ trong thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại nghị quyết 128 NQCP. Đến thời điểm này, khi các điều kiện đã được tăng cường chúng ta đã có đầy đủ căn cứ kinh nghiệm để quyết tâm đưa học sinh quay trở lại trường học thủ tướng chính phủ chỉ đạo rất giáo diết việc đưa học sinh trở lại trường học chúng tôi đề nghị các lãnh đạo địa phương chuẩn bị các điều kiện chú đáo để học sinh trở lại trường cần có kế hoạch và hành động kiên quyết hơn mạnh mẽ hơn đưa học sinh trung học cơ sở trở lên đến trường học là một yêu cầu còn với học sinh mầm non tiểu học cần chuẩn bị các điều kiện cần làm tư tưởng để có sự đồng thuận của phụ huynh, giáo viên, tránh tình trạng cực đoan hoặc là trần trừ e rẻ thái quá hoặc chủ quan, chuẩn bị không chú đáo, phó mặc cho các trường, cho thầy cô, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh. Tin quốc tế tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 335,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 5,57 triệu trường hợp tử vong. Nhiều quốc gia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 và tử vong tăng cao. Tại châu Mỹ, Mexico và Brazil đều ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao nhất. Mexico ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát với 49.343 trường hợp. Ngoài ra, Mexico cũng có thêm 320 trường hợp tử vong do COVID-19, mức tử vong theo ngày cao nhất kể từ cuối tháng 11 năm 2021. Mexico đã có tổng cộng 4.434.758 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 301.789 ca tử vong. Brazil ghi nhận 137.103 ca mắc mới và 351 ca tử vong mức thống kê theo ngày cao nhất kể từ giữa tháng 11 năm 2021 trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh. Tính đến thời điểm này, Brazil đã ghi nhận 23.211.894 trường hợp mắc bệnh với 621.517 ca tử vong. Số ca lây nhiễm tăng đột biến tại Brazil kể từ đầu năm nay do sự xuất hiện của biến thể Omicron cũng như các lễ hội nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Hiện gần 70% dân số Brazil đã được tiêm chủng đầy đủ. Các chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi cũng sẽ được triển khai trong tuần này. Tại Mỹ, gần 9,5 triệu trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch bùng phát, đặc biệt tăng đột biến trên cả nước thời gian gần đây. Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, Gần 1 triệu trường hợp trẻ em mắc COVID-19 được báo cáo trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 1 vừa qua, tăng 69% so với 580.000 ca ghi nhận tuần trước đó và tăng gấp 3 lần con số của 2 tuần trước. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Ngày 19 tháng 1, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh, qua các thời kỳ của tỉnh Cao Bằng. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thủy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy. Đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Nông Hồng Thái, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 8-9, 1991-2000. Gia đình đồng chí Dương Bạc Thăng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, nhiệm kỳ 2000-2005 tại tư gia của ông ở xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Tại các nơi đến thăm, bí thư tỉnh ủy Trần Hồng Minh đã thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình, chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình đón Tết vui tươi đầm ấm, bước sang năm mới có nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm theo dõi tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống gia đình, góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Ngày 18 tháng 1, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam do Trung tướng Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Nam Điền, Phó chủ tịch Tổng thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho 40 đối tượng nạn nhân chất độc da cam điều xin, tại huyện Quảng Hòa, mỗi suất quà giá trị 1 triệu 200 nghìn đồng. Tại buổi trao quà, Trung tướng Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam, động viên nạn nhân chất độc da cam dioxin luôn phát huy tinh thần cách mạng, cố gắng vượt qua những di chứng của bệnh tật để từng bước ổn định đời sống. Chúc các nạn nhân đón Tết Nguyên đán nhâm dần sắp tới vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Thông qua các cấp hội để nắm bắt tình hình các nạn nhân chất độc da cam dioxin một cách thường xuyên hơn, tạo điều kiện cho gia đình các hội viên vươn lên trong cuộc sống. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.